Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu cũng là một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại phiên thảo luận cho ý kiến về việc sửa đổi Bộ luật Lao động tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Trao đổi với phóng viên VTC bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đề xuất này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bên hành lang Quốc hội, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu là không thể trì hoãn khi nước ta bắt đầu chuyển sang già hóa dân số. Người đứng đầu ngành lao động khẳng định việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ theo lộ trình phù hợp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Là đây là cái độ điều chỉnh theo lộ trình chậm. Và đến năm 2028, nếu cái phương án 1 mà như chính phủ trình, thì người đàn ông mới nghỉ hưu ở cái độ tuổi 62. Đến năm 2035, thì người nữ mới nghỉ hưu ở cái độ tuổi là 60. Nhưng mà nghỉ này đấy là trong điều kiện lao động bình thường. Đến nay đấy, thì nếu tính về lực lượng lao động đấy, thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ lao động bước vào độ tuổi của chúng ta ngày càng giảm. Và đến năm, nếu như đấy, hiện nay là chúng ta đang khoảng già quá khoảng, tức là khoảng 7% cái người ở cái độ tuổi 60 trở lên. Nhưng mà nếu như ấy, mà để chuyển từ 7% này sang 14% như các nước ấy, nhất là một số như nước như Đức, Pháp vân vân thì nó phải mất 100 năm. Như Hàn Quốc, Thái Lan thì mất khoảng 20 năm. Nhưng Việt Nam thì mất tối đa có 15 năm. Như thế để có thể rằng tốc độ già hóa dân số của Việt Nam sẽ ở một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất hiện nay. Đồng ý với đề xuất của chính phủ về tăng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ các căn cứ khoa học về đề xuất này, đồng thời cũng có những quy định linh hoạt với việc luật hóa tuổi nghỉ hưu nhằm tạo sự đồng thuận của người lao động. Tôi chỉ đồng ý là người Việt bây giờ 62 tuổi vẫn còn khỏe, nam giới 62, nữ 60 vẫn còn khỏe. Thế nhưng mà đấy không phải là cơ sở khoa học để mà chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu. Vì cái tác động về mặt xã hội đối với cả hàng triệu người lao động mới bị dư ra, và đấy chúng ta là chỉ tính có một năm, nếu mà 2 năm, 3 năm, 5 năm thì cái gánh nặng đối với xã hội nó cực kỳ là lớn. Phải có một cái quy định linh hoạt để mà có cái chuyển tiếp về cái việc tăng tuổi nghỉ hưu khi mà Quốc hội đã thông qua cái sửa đổi của bộ luật này. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ có phương án cân đối công việc hiện tại cho giới trẻ và cả cho người già khi tăng tuổi nghỉ hưu, tránh xảy ra hiện tượng người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc lâu dài, hướng tới mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định và công ăn việc làm cho người lao động.